Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà. Là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười. Ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng. Rộn ràng ngày cưới, từng ngày đời mong. Vui lên đi, qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ. Rộn rã cung đàn, yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Bên nhau cũng vậy mà lối câu ở đâu.
Xin được đồng nghiệp Hân Hoan chào đón sự hiện diện đủ đầy từ các tổ chức quý, bạn bè cơ quan đồng nghiệp, bạn bè thanh niên nam nữ của chú rể và cô dâu, bà con khu phố. Chúng ta đang cùng có mặt trở về với khán phòng của gia đình nhà gái chúng tôi, gia đình ông Phạm Xuân Sinh và Mai Thị Anh tại địa chỉ số nhà 23 đường Tống Duy Tân, tiểu khu 2, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đến số ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ cùng chứng kiến và chúc mừng cho sự kiện hạnh phúc lễ nạp tài của đôi con trẻ Minh Hằng và Nghĩa Hiệp. Thưa quý vị thân mến, những lời nói đầu tiên như thường lệ, cho phép những người làm chương trình tôi xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện Tiến Liệu, thay lời cho gia đình nhà gái cùng với chú rể và cô dâu, xin được trân trọng gửi đến tận đến quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt và thân thương nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của cuộc đời mỗi con người. Tình yêu thì nó giúp cho con người chúng ta cảm thấy thăng hoa hơn cho cuộc sống với hai tiếng hạnh phúc gia đình. Và kính thưa quý vị, tình yêu của đôi bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng, có lẽ rằng thanh xuân của họ có thật nhiều những động lực, có thật nhiều những năng lượng để giúp họ mơ về một tương lai, một mái ấm gia đình. Và ngày hôm nay, kết quả của một tình yêu đẹp đó chính là một khán phòng hạnh phúc trang trọng, một buổi lễ được diễn ra tại tư gia gia đình nhà gái với những nghi thức quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, những mâm sính lễ, những kết tinh của đất trời cùng với tình cảm của toàn thể quý vị khiến cho khán phòng hạnh phúc của gia đình nhà gái chúng tôi trở nên đông vui hơn, ý nghĩa hơn và trang trọng hơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, khoảnh khắc này xin mời toàn thể quý vị hãy cùng mời chầu, mời trà, mời nước và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chính thức khai mạc sự kiện lễ ăn hỏi nạp tài của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, những khoảnh khắc đầu tiên gia đình nhà gái đã được dang rộng cánh cổng hoa hạnh phúc cùng chào đón tới xuyên diện trở về từ các vị quan viên khách quý trong phái đoàn của gia đình nhà trai. Những vị khách quý trở về từ gia đình ông Phan Trung Sơn và Lê Thị Lý, trở về từ địa chỉ số nhà 166 Đinh Công Trắng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, cùng với diện diện đủ đầy từ thân tộc họ hàng nội ngoại hai bên gia đình, bà con khu phố, bạn bè thanh niên nam nữ của chú rể và cô dâu, chúng ta đã cùng có mặt hiện diện trở về với khán phòng của gia đình nhà gái chúng tôi. Thưa quý vị thân mến, vào những khoảnh khắc đầu tiên, khoảnh khắc chạm mặt của hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó sẽ là nghi thức lễ vấn danh, sẽ là cơ hội để cho hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng giới thiệu, cùng gặp gỡ và làm quen với các thành phần quan viên chủ chốt đại diện của hai bên gia đình. Và mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng dành tình cảm cho bác trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai. Những vị khách quý trở về từ thành phố Thanh Hóa sẽ cùng khởi thân đứng dậy để cùng giới thiệu thông qua các thành phần quan viên chủ chốt trong phái đoàn đại biểu của gia đình nhà trai. Xin được chào đón đại diện của gia đình nhà trai. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các ông, các bà, các bác và các anh, các chị đại diện cho họ nhà gái, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí đại diện cho lãnh đạo cơ quan của hai cháu, kính thưa tất cả các vị khách quý, các bạn bè của hai gia đình cũng như là hai cháu, thưa toàn thể tất cả các quý vị đã có mặt trong khán phòng của họ nhà gái hôm nay và mỗi ngày dự cái ngày lễ trọng đại của hai gia đình và hai cháu. Thưa các quý vị, thì xuất phát từ một tình bạn và đến một tình yêu, và sau đó hai chị em, hai cháu đã chọn được một cái điểm chung nhất. Hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình và được sự ủy quyền của gia đình nhà chú Sơn cũng như là họ nhà trai, do nhà trai và được ủy quyền của gia đình nhà họ nhà trai, hôm nay họ nhà trai chúng tôi đã chọn được ngày lành, tháng tốt và giờ tốt và cử một đoàn đại biểu của họ nhà trai. Trước khi đi, chúng tôi đem đi một niềm tin và những cái sính lễ đẹp nhất, tốt nhất và trong điều kiện có thể và cho phép của gia đình chúng tôi. Và chúng tôi đến với gia đình nhà ông Sinh và chị Anh, bà Anh để thưa chuyện với gia đình cũng như là họ nhà gái để chúng ta cùng thực hiện những nghi lễ truyền thống. Và với mục đích là gì? Để làm thế nào tác hợp cho hai cháu sớm trở thành vợ chồng. Thưa quý vị, xin đại diện cho đoàn đại biểu của họ nhà trai, chúng tôi xin cảm ơn họ nhà gái đã chu đáo và tiếp đón đoàn hội gia chúng tôi một cách trân trọng, tình cảm và ấm cúng. Chúng tôi xin cảm ơn và xin chúc tất cả quý vị của họ nhà gái sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Sau đây tôi xin được giới thiệu đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi gồm những thành phần sau đây. Đầu tiên đó là vợ chồng chú Sơn và cô Lý, đó là hai cô chú đã thân sinh ra cháu Hiệp.
Tiếp theo là cô Anh là bà chị bên nhà bác là người mà đại diện để bê cái quả hồng. Và tiếp theo là tôi xin giới thiệu, đây là bác Huấn, là bác cả của gia đình nhà anh Sơn, tức là bác cả. Và sau tiếp theo đây là bác Thảo, là bác bên họ bà bác, là bên họ nhà cô Lý. Và đây là bác Tâm, là chị của anh Sơn. Và đây là anh Linh và bác Hương, cũng là chị của anh Duy Sơn. Và gồm có bác Tuấn cũng như là bác Niêm, đây là cũng là chị của anh Sơn. Và cùng có các tất cả các bác, các anh, các chị và các cháu, cũng như là tất cả bạn bè đã có mặt tại trong cái buổi khán vọng hôm nay. Một lần nữa thì cũng xin đại diện cho hai nhà trai chúng tôi có một lời chúc quan viên hai họ, và chúc tất cả quý vị trong hôn trường hôm nay một sức khỏe, hạnh phúc. Và nhân dịp năm mới xin chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những tình cảm thân thương, những lời cảm ơn rất là chân thành, ý nghĩa, lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, cũng như là lời giới thiệu các thành phần rất là chi tiết, cụ thể, đầy đủ đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai. Và kính thưa quý vị, khoảnh khắc này chúng ta cũng sẽ chào đón sự hiện diện trở về đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà gái, đại diện cho nhà ông Phạm Xuân Sinh, bà Mai Thị Anh, địa chỉ tại số nhà 23 đường Tống Duy Tân, tiểu khu 2, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa, cũng sẽ khởi thân đứng dậy có đôi lời phát biểu ý kiến giới thiệu các thành phần đến từ phía gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa đại diện bên kính thưa ông bà ông già, kính thưa các cô dì chú bác, kính thưa các bạn bè thân thiết gần xa, kính thưa hai họ, thì hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt. Hai bên đã thống nhất là để cho hai cháu tiến đến hôn nhân, thì gia đình nhà gái xin trân trọng được giới thiệu. Đây là ông nội thân sinh ra tôi, còn đây là bà nội thân sinh ra tôi, đây là bà ngoại thân sinh ra mẹ anh, dì Xuyến là em và tất cả các bà cô chú bác cũng ở như các bên cùng dân tuổi thành hôn của hai ông cháu. Xin công hành thân thành cảm ơn cả trai. Chúng tôi xin được cảm ơn rất nhiều tới sự hiện diện đến từ người trai yêu thương của cô dâu Minh Hằng đã cùng giới thiệu thông qua các thành phần quan viên chủ chốt trong mối đoàn đại biểu của gia đình nhà gái rất chi tiết và đầy đủ. Thưa quý vị thân mến, quả thật đúng rằng hôm nay xuân mọc trúc mai, tình trong một khắc mà nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Sự hiện diện đủ đầy từ tứ thân phụ mẫu của hai bên gia đình, cùng với anh em cô dì chú bác trong thân tộc họ hàng nội ngoại, bà con cô bác xóm giềng, bạn bè cơ quan đồng nghiệp, bạn bè thanh niên nam nữ của chú rể và cô dâu đã cùng có mặt tại nơi đây trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó sẽ là một nền tảng thật vững chắc cho câu chuyện hôn nhân hạnh phúc trăm năm của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Và bước nghi thức đầu tiên, nghi thức vấn danh đã được hai bên gia đình chúng ta thực hiện thành công. Thì khoảnh khắc này chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc cho sự kiện hạnh phúc lễ nạp tài của đôi con trẻ sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay với sự trở về từ phái đoàn phía gia đình nhà trai trong một sự kiện vô cùng trọng đại, lễ ăn hỏi nạp tài của đôi con trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng, thì không thể thiếu được các cơ trầu mang tính thuần Việt của người dân Việt Nam, mang tính phong tục tập quán của người dân Việt Nam chúng ta. Đó chính là cơ trầu ăn hỏi, cơ trầu xin cưới và cơ trầu dẫn lễ nạp tài. Và thưa toàn thể quý vị, với cơ trầu đầu tiên, cơ trầu mang ý nghĩa ăn hỏi, thì khoảnh khắc này chúng ta sẽ chào đón sự hiện diện quay trở lại đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai sẽ tiếp tục khởi thân đứng dậy có đôi lời phát biểu ý kiến thưa chuyện về cơ trầu đầu tiên, cơ trầu mang ý nghĩa ăn hỏi. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa các cô dì chú bác thân tộc của bên gia đình ông Phạm Xuân Sinh, chị Mai Thị Anh. Kính thưa các quan khách và các bạn, lời đầu tiên tôi đại diện họ nhà trai là có lời chào trân trọng đến tất cả các quý vị và kính chúc các quý vị một sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và gia đình hạnh phúc.
đoàn bên Nhật thôi, chúng tôi thì cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà tôi cũng xin tự giới thiệu thế này. Tôi là tên là Phan Đức Huấn, là bác trai trưởng của cháu Phan Lý Hiệp, và cũng là trưởng tộc của dòng họ. Thì theo cái nghi thức thì tôi là đại diện lúc nãy đồng bác chủ đoàn tôi là bác Sót, tức là bà Thanh là cái bà áo đỏ đầu tiên này. Đấy thì chính là vợ rồi đấy. Hai là về cái lễ vân danh thì xin báo cáo với hội trường với tất cả các quý vị thế này, tức là chúng tôi rất mừng vì vợ chồng tôi ở Thanh Hóa và bản thân tôi thì công tác ở Thanh Hóa, về hưu cũng ở Thanh Hóa, nhưng hiện tại thì vợ chồng tôi là sống lại trong Bình Thuận, tức là thành phố Phan Thiết. Mà các vị này nếu mà vào trong Nam thì cũng biết là chúng tôi ở ngay cái chỗ Mũi Né, là cái điểm du lịch của cả nước ấy. Thế còn ấy thì cũng giới thiệu với các quý vị thế này, tức là trong đại diện cho bên nội ấy, thì có ngoài bác cả bác hai và vợ chồng em Sơn Út là ở Thanh Hóa, thì chúng tôi như vậy có vợ chồng cô chú Nghiêm Tuấn là bác của cháu Hiệp, tức là hai bác này là từ thành phố Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắk Lắk về để mừng hạnh phúc cho các cháu. Vợ chồng cô Linh và cô Hương là cái cô áo đỏ đấy là từ thủ đô Hà Nội về để mừng hạnh phúc cho các cháu. Thế còn đấy, chúng tôi còn một anh trai của chú Sơn nữa, nhưng mà đến chiều mai thì mới có thể bay này được, với lý do là bận cái nhiệm vụ công tác chưa được đầy đủ. Thế còn báo cáo với các anh chị thế này, chúng tôi thực sự tức là nghe thấy cô chú hai em Sơn Lý báo cáo là cháu Hiệp và cháu Hàng sau một thời gian quen nhau, tìm hiểu nhau, thì đến giờ phút này các cháu có báo cáo với chúng tôi là tình cảm đã chín muồi, và hai cháu có một cái ước nguyện là sẽ kết tóc xe duyên để trở nên vợ chồng và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thì qua cái báo cáo của hai em, tức là bố mẹ của cháu Hiệp, thì thấy là đã được sự nhất trí thống nhất của bên gia đình nhà gái, cho nên hôm nay tức là tôi thay mặt cho gia đình nhà trai thì ta tuân theo cái phong tục của cha ông mình từ làm xưa đến nay, thì chúng tôi như vậy có 30 cháu. Như các cháu MC đã nói, tức là thực hiện một chầu đầu là tính trình tiến lên mọi nhà gái để làm cái lễ thăm hỏi, sau đó thì có một chục chầu thì chúng tôi sẽ là trình lên mọi nhà gái để làm cái nạp tài, và một chục nữa thì chúng tôi sẽ xin được lên tiếng cháu. Xin cháu Hằng để chính thức tức là vào lễ thành hôn làm vợ của cháu Hiệp, và cháu Hiệp tức là sẽ là chồng của cháu Hằng, và hai gia đình chúng ta mãi là hai gia đình thông gia, đúng không ạ, để giữ một cái tình cảm sau này hai bên gia đình đoàn kết để giúp cho các cháu trên trường đời và các cháu được hạnh phúc. Thì xin chị Oanh có chào chào tiếp tục nữa. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với lời chào mừng, lời thưa chuyện chính thức
về cây trầu ăn hỏi đến từ bác trưởng đoàn cũng như là trưởng tộc gia đình họ Phan, đại diện cho nhà ông Phan Trung Sơn, bà Lê Thị Lý, trở về từ số 166 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, như ý kiến phát biểu đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai, thì đúng là đôi bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hành qua một quá trình tìm hiểu khá là kỹ lưỡng, từ tình bạn lên đến tình yêu, thì hai bạn đều có cùng chung một suy nghĩ rằng họ sống không thể thiếu bóng hình của nhau ở cuộc đời phía trước, tương lai phía trước, để rồi họ trở về thư chuyện với mẹ, với cha. Và ngày hôm nay được sự chung tay vun vén tác hợp của hai bên gia đình, hai đại tộc trên quê hương Thanh Hóa thân yêu của chúng ta, thì gia đình nhà trai đã trở về với gia đình nhà gái với ba cây trầu mang ba ý nghĩa: ăn hỏi, nạp tài và xin cưới. Và vừa rồi bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai đã có lời thưa chuyện chính thức về cây trầu mang ý nghĩa ăn hỏi. Đây là cây trầu mà gia đình nhà trai xin phép gia đình nhà gái để cho chàng trai Nghĩa Hiệp và cô gái Minh Hằng sẽ tự do yêu đương tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Và khoảnh khắc này chúng ta cũng sẽ được lắng nghe ý kiến phát biểu đáp từ đáp lễ về cây trầu ăn hỏi đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa các bạn bè thân thiết xa, kính thưa ông trưởng gia đình nhà cái, chúng tôi cũng rất cảm ơn đã cảm ơn sự quan tâm đến các cháu và đến hôm nay đến thành công gia đình hoặc gái, cũng xin chân thành nhất cảm ơn người một trai. Thưa quý vị thân mến, và khoảnh khắc yêu thương này chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc mà hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng đến với cây trầu đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, đó sẽ là cây trầu đặt lễ ăn hỏi. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời xin diện từ tứ thân phụ mẫu của hai bên gia đình sẽ cùng khởi thân đứng dậy để cùng trao và nhận cho nhau cây trầu đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, cây trầu đặt lễ ăn hỏi. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng cho hai bên gia đình. Như đây. Quý vị thân mến, chúng ta đang chứng kiến một hình ảnh vô cùng ý nghĩa. Đó là sự hiện diện trở về đến từ tứ thân phủ mẫu của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng, trao và nhận cây trầu mang ý nghĩa ăn hỏi. Và khoảnh khắc này xin phép toàn thể quý vị khách quý cũng như là xin phép phái đoàn phía gia đình nhà trai cho phép gia đình nhà gái chúng tôi sẽ dâng lên bàn thờ gia tiên tổ đường của gia đình nhà gái cây trầu mang ý nghĩa ăn hỏi. Và khoảnh khắc này xin mời Nghĩa Hiệp và Minh Hằng sẽ hiện diện trước bàn thờ gia tiên tổ đường của gia đình nhà gái để đến với nghi lễ thắp hương gia tiên. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi chào đón sự hiện diện trở về của toàn thể quý vị để tất cả chúng ta cùng chung chia với niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình cũng như là của chủ nhân tấm thiệp hồng Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Và giây phút này để thể hiện cho tình cảm thân thương của gia đình nhà gái chúng tôi gửi tới sự hiện diện trở về của toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chung chén trà, chén nước cùng đến với cái nôi của người Việt cổ, nơi miền Kinh Bắc xa xôi, nơi mà một năm diễn ra có khoảng 200 lễ hội lớn nhỏ khác nhau, để chào đón sự hiện diện trở về sân khấu tiếng hát đến từ Thúy Liệu với làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, tổ quốc gia duyên mời nước mời chầu. Mấy khi khách đến chơi nhà, các than quạt nước pha trà mời người say. Trà này thơm lắm người ơi, mỗi người một chén cho em vui lòng. Time.
thân mến, người dân Hà Trung trên quê của chúng tôi từ bao đời nay luôn có một thái độ truyền thống, hiếu khách, niềm nở, thân tình và cởi mở. Và ngày hôm nay thì cùng với những miếng trầu loan trầu vương và cùng đẹp mắt mà được các sĩ khách mời Thúy Anh đã cùng gửi đến quý vị, đó cũng chính là thành ý, là lời cảm ơn chân thành và sâu sắc của gia đình nhà gái chúng tôi. Xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị, chúng ta đã cùng có mặt trở về chung vui và chúc mừng cho sự kiện hạnh phúc lễ nạp tài của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, đối với người dân Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa thì miếng trầu luôn luôn là mở đầu cho những câu chuyện hạnh phúc. Và ngày hôm nay, miếng trầu còn mang một ý nghĩa hơn cả, đó chính là miếng trầu nên dâu, nên rể là người. Cùng với tình yêu chân thành mà đôi bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng dành trọn cho nhau, thì theo đó là cả những nghi lễ, những thủ tục mang đậm chất truyền thống cưới hỏi của người dân Việt Nam, điều mà hai bên gia đình đã, đang và sẽ tiếp tục vun vén tác hợp trong mối lương duyên trăm năm hạnh phúc của đôi con trẻ. Và thưa với toàn thể quý vị, như vậy là trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, với cây trầu đầu tiên, cây trầu mang ý nghĩa ăn hỏi từ phía gia đình nhà trai đã được gia đình nhà gái chúng tôi hoàn toàn đồng ý chấp thuận. Cây trầu mang ý nghĩa ăn hỏi cũng đã được hai bên gia đình trao và nhận một cách thành công trọn vẹn trước sự chứng kiến sự chúc phúc của toàn thể quý vị. Và rồi khoảnh khắc này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chào đón diện diện quay trở lại đến từ các trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai sẽ tiếp tục khởi thân đứng dậy có đưa lời phát biểu ý kiến thưa chuyện về cây trầu mang ý nghĩa nạp tài. Xin được trân trọng kính mời. Tôi xin thay mặt cho họ nhà trai tôi là cảm ơn bên gia đình nhà gái đã chấp nhận cái chụp trầu đầu tiên của gia đình chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng là sau khi chụp trầu đầu tiên được trình lên bàn thờ gia tiên là đã chấp nhận cháu Phan Nghệ Hiệp là con cháu của gia đình mình cháu nào. Thì muốn gì thì muốn, tức là cũng không thể loại trừ được cái phong tục mà nạp xưa ông cha ta để lại. Cho nên thay mặt họ nhà trai, tức là chúng tôi tiến hành về xin phép họ nhà gái, tức là chúng tôi tiến hành sang cái phần lễ nạp tài. Thế thì báo cáo với các bên họ nhà gái và các quan khách thế này, tức là trong cái phần về lễ nạp tài ấy, thì họ nhà trai chúng tôi có một cây có chục trầu, và trong cái khay mà đựng chục trầu đó thì chúng tôi có một tài khoản nho nhỏ. Và thể hiện gì? Tức là thể hiện từ giờ phút này đôi bên gia đình đều cùng chung một trách nhiệm trong vấn đề hạnh phúc của hai cháu. Trách nhiệm là trách nhiệm chia đôi và là trách nhiệm cộng lại để làm một, phải không ạ? Anh xin nhé. Và về phần sinh lễ thì cũng báo cáo họ nhà gái, tức là ngoài cái chục trầu và một tài khoản nhỏ nhỏ ra thì chúng tôi như vậy là có 9 quả hộp và đầy đủ các lễ vật mà lâu đến nay các đám cưới nào người ta cũng làm như vậy. Tôi xin phép tức là chúng tôi không báo cáo từng quả hộp nữa. Và cái này thì để các cháu MC tiếp tục mời nhà gái hồi bác anh nha. Bác cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn lời thư chuyện, những tình cảm rất là chân thành gần gũi đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay với sự trở về từ phía gia đình nhà trai, bên cạnh ba cơ trầu mang ba ý nghĩa ăn hỏi nạp tài và xin cưới, thì gia đình nhà trai còn trở về với gia đình nhà gái với 9 mâm sính lễ vô cùng trang trọng, vô cùng đủ đầy. Trước hết là để kính cáo với gia tiên tổ đường của gia đình nhà gái, và sau đó là để tri ân sâu sắc tới gia đình nhà gái đã có công ơn sinh thành, dưỡng dục ra cô gái Minh Hằng xinh đẹp bên người để ngày hôm nay trở thành dâu, thành con của gia đình nhà trai trở về từ thành phố Thanh Hóa. Và khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng trở về chào đón sự hiện diện đến từ hai bà đại diện cho hai bên gia đình sẽ tiếp tục khởi thân đứng dậy trao và nhận cây trầu mang ý nghĩa nạp tài cùng với tiền dẫn lễ. Xin được trân trọng kính mời các cô ơi. Kính thưa quý vị thân mến, đối tiếp với sự thành công của cây trầu đầu tiên, cây trầu đặt lễ hỏi khoảnh khắc này, chúng ta đang được đến với cây trầu thứ hai, cây trầu dẫn lễ nạp tài. Và một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị cũng chúc mừng cho hai bên gia đình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, khoảnh khắc này
Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng trở về sân khấu chính của gia đình nhà gái chúng tôi để chứng kiến theo dõi những giây phút vô cùng ý nghĩa, vô cùng thiêng liêng ngày hôm nay. Đó chính là giây phút mà hai bên gia đình cùng chung tay nhau thực hiện nghi lễ sao tài với 9 mâm sính lễ vô cùng đủ đầy. Khoảnh khắc này ạ, xin được trân trọng kính mời tứ thân phụ mẫu cùng với Minh Nghĩa Hiệp và Minh Hằng ạ, sẽ cùng hiện diện trở về sân khấu đi ạ. Và ngày hôm nay chầu cau cũng đã được gia đình nhà trai kết thành biểu tượng của hình con phượng vô cùng đẹp mắt. Và ngay bây giờ xin được chào đón hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng đến với mâm sính lễ đầu tiên, mâm sính lễ chầu cau. Kính thưa toàn thể quý vị, đã là người dân Việt Nam thì không thể không biết đến sự tích chầu cau. Và kính thưa quý vị, mâm sính lễ chầu cau tượng trưng cho tình chồng nghĩa vợ, một tình yêu son sắc thủy chung không bao giờ rời xa. Và khoảnh khắc này chúng ta đã chứng kiến theo dõi hình ảnh hai bên gia đình đang trao và nhận mâm sính lễ chầu cau, trước sự chứng kiến sự chúc phúc của toàn thể quý vị. Và với mâm sính lễ đầu tiên, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng cho hai bên gia đình. Chúng ta cũng xin được nhờ tới những chàng trai, cô gái trong đội lễ của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng giúp đỡ gia đình nhà gái trung truyền những mâm sính lễ này trở vào phía bên trong khán phòng đại tiệc vui của gia đình nhà gái. Quý vị thân mến, chầu cau thì đi trước mà rượu, chè, thuốc thì theo sau. Chính vì vậy mâm sính lễ số 2 ngày hôm nay đó chính là mâm sính lễ rượu, chè, thuốc. Xin mời hai bên gia đình sẽ cùng tạo dựng với mâm sính lễ rượu, chè, thuốc ạ. Quý vị thân mến, mâm sính lễ rượu, chè, thuốc là tượng trưng cho một trụ cột vững chắc cho một mái ấm gia đình. Và ngày hôm nay chắc chắn rồi, đó là tượng trưng cho chàng trai Nghĩa Hiệp, một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú trở về từ thành phố Thanh Hóa. Và khoảnh khắc này chúng ta đã được chứng kiến hình ảnh hai bên gia đình tạo dựng mâm sính lễ số 2, mâm sính lễ rượu, chè, thuốc. Và một tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị. Thưa quý vị thân mến, con thật đúng rằng nhất là ơn mẹ ơn cha, công sinh công dưỡng để ta có mình. Hai ơn mẹ bạn chân tình, làm mai làm mối để mình có ta. Và ba ơn tất cả gần xa, ngày vui có mặt để ta cưới nàng. Và thưa quý vị thân mến, chia tay với mâm sính lễ số 2, chúng ta sẽ cùng đến với mâm sính lễ số 3. Đó chính là một mâm xôi và một con heo quay. Và thưa quý vị, với một mâm lễ vật mặn, gia đình nhà trai xin phép được thắp hương kính cáo gia tiên tổ đường của gia đình nhà gái để báo cáo với gia tiên rồng tổng rằng ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, cuộc gặp gỡ trăm năm giữa bên gia đình chúng ta sẽ được diễn ra thành công tại khán phòng của gia đình nhà gái. Quý vị thân mến, mâm sính lễ xôi và lợn sữa quay tượng trưng cho một cuộc sống no đủ sung túc mà hai bên gia đình muốn tạo dựng cho các con của mình. Và như MC Thiên Dung đã nói ạ, mâm sính lễ xôi, lợn sữa quay, mâm sính lễ mặn sẽ được gia đình nhà gái trở về với bàn thờ gia tiên tổ đường để cùng kính cáo với gia tiên dòng tộc. Và kính thưa quý vị, mâm sính lễ tiếp theo ngày hôm nay, mâm sính lễ bánh phu thê, khoảnh khắc này hai bên gia đình đang tiếp tục tạo dựng trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Thưa quý vị, mâm sính lễ bánh phu thê được gia đình nhà trai đã tạo dựng thành một hình hát rất là đẹp mắt để cùng tri ân trao gửi tới gia đình nhà gái. Và mâm sính lễ bánh phu thê cũng là tượng trưng cho tình chồng nghĩa vợ, một tình yêu son sắc thủy chung không bao giờ rời xa. Và đó cũng chính là tình yêu mà Nghĩa Hiệp và Minh Hằng dành trọn cho nhau. Thưa quý vị, lần lượt với mâm sính lễ số 4 và số 5 đó là các loại bánh cùng bánh phu thê, một biểu tượng, một minh chứng của tình yêu, của sự thủy chung và hạnh phúc từ tuổi thanh xuân cho tới khi bạc đầu mà Nghĩa Hiệp và Minh Hằng sẽ cùng dành cho nhau kể từ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có thật đúng rằng đậm đà tình nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Ngày hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2021 nhằm ngày 4 tháng 12 năm Canh Tý, sự kiện hạnh phúc lẽ nổi nạp tài của đứa con trẻ đang được diễn ra trang trọng, ấm nồng và cởi mở tại khán phòng của gia đình nhà gái. Vâng, và kính thưa quý vị, tiếp theo thì những mâm sính lễ đủ đầy ngày hôm nay đó chính là những mâm sính lễ bánh kẹo ngọt ạ. Hương vị bánh kẹo ngọt chính là hương vị ngọt ngào của tình yêu. Kính thưa quý vị, cha mẹ nào cũng vậy, cũng luôn luôn muốn thể hiện tình cảm thương con thì ngon của 100 chỗ lệch thì cũng tìm mọi cách để kê cho bằng. Và chúng ta đang được chứng kiến theo dõi những tình cảm đó, tình cảm vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng khi mà hai bên gia đình đang tiếp tục vun vén tạo dựng tác hợp cho mối lương duyên trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Kính thưa quý vị thân mến, những mâm sính lễ hỏi nạp tài trang trọng và đủ đầy ngày hôm nay, gia đình nhà trai trước tiên xin phép được thắp hương kính cáo gia tiên tổ đường của gia đình nhà gái. Và qua đó, gia đình nhà trai cũng mong muốn sẽ được đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của gia đình nhà gái đã sinh thành nuôi nấng từ cô dâu Minh Hằng. Và để rồi kể từ ngày hôm nay đây, Minh Hằng đã chính thức trở thành nàng dâu hiền của gia đình nhà trai.
Thưa quý vị, hai bên gia đình cùng chào đón một năm mới với những thành viên mới. Gia đình nhà trai được chào đón một nàng dâu hiền, gia đình nhà gái được chào đón một chàng rể quý. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bức CD số 8 trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là các loại hoa thơm quả ngọt được kết thành biểu tượng của hình con rồng, làm biểu trưng cho sự vinh hoa phú quý, là lời chúc tốt đẹp nhất mà bố mẹ đang cùng dành tặng tới hai con trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa với toàn thể quý vị, ngày hôm nay những mâm xính lễ được gia đình nhà trai đã kết thành những hình phường rộng vô cùng ý nghĩa và đẹp mắt. Và khoảnh khắc này, mâm xính lễ số 8, mâm xính lễ hoa quả tượng trưng cho sự tươi tốt của trái trăng bốn mùa đang được hai bên gia đình tiếp tục tạo dựng trước sự chứng kiến, sự chúc phúc của toàn thể quý vị. Và sau mâm xính lễ hoa quả, xin mời hai bên gia đình sẽ cùng tiếp tục tạo dựng với mâm xính lễ cuối cùng ngày hôm nay, mâm xính lễ đoàn viên. Xin được trân trọng kính mời cả những tình cảm của toàn thể quý vị đang trở về để cùng dành tới cho hai bên gia đình với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và thưa với toàn thể quý vị, khoảnh khắc này mâm xính lễ cuối cùng, mâm xính lễ đoàn viên đang được hai bên gia đình tạo dựng trước sự chứng kiến, sự chúc phúc của toàn thể quý vị. Và quý vị ạ, dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ để chúc mừng cho nghi thức giao tài đã được diễn ra thành công trọn vẹn. Xin được chúc cho tình cảm thông gia hữu hảo của hai bên gia đình sẽ luôn luôn bền chặt keo sơn. Một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị ạ. Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay gia đình nhà trai đã lựa chọn 9 mâm xính lễ với số 9, đó là biểu tượng của sự vĩnh cửu, để cùng chúc cho hạnh phúc của hai con sẽ trăm năm xinh đẹp. Xin được chúc cho nghĩa tình thông gia giữa hai bên gia đình sẽ trăm năm bền vững, chúc cho hạnh phúc của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng sẽ trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn tứ thân phụ mẫu của hai bên gia đình rất nhiều, và xin được trân trọng kính mời các ông các bà chúng ta sẽ cùng tiến trở xuống phía dưới và cùng trở về với nhau hàng ghế trang trọng tại khán phòng của gia đình nhà gái. Và khoảnh khắc này hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những bước đi lễ trang trọng tiếp theo trong cơi trầu xin cưới. Bây giờ chính là lúc chúng ta sẽ chào đón sự diệt trở về đến từ đôi hương đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Nghĩa Hiệp và Minh Hằng ạ, xin mời hai em sẽ cùng hiện diện một cái cúi đầu thật sâu để cùng ra mắt và cảm tạ tới sự hiện diện trở về của toàn thể quý vị ạ. 3, 2, 1, xin mời. Và quý vị vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng ạ. Và khoảnh khắc này, xin mời hai bạn ạ sẽ cùng với cây trầu nạp tài sẽ cùng đi đến từng bàn để cùng trao gửi tri ân miếng trầu nghĩa, trầu tình tới sự diện trở về của toàn thể quán viên hai họ. Thưa quý vị thân mến, quả thật đúng rằng trầu này trầu ái trầu ân, người ăn một miếng thì tình thâm đậm đà. Và ngày hôm nay, bác mẹ một nhà, miếng trầu cánh phương sẽ đậm đà tình thân. Và khoảnh khắc này, chúng ta sẽ cùng đón nhận những miếng trầu nghĩa, miếng trầu tình từ chú rể, Nghĩa Hiệp và cô dâu Minh Hằng sẽ thay cho những lời cảm ơn, lời chân thành được xuất phát từ trái tim của cặp đôi nương đẹp nhất. Xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị, chúng ta đã cùng có mặt tại khán phòng của gia đình nhà gái cùng dõi theo câu chuyện hạnh phúc trăm năm, sự kiện lễ ăn hỏi nạp tài của Minh Hằng và Nghĩa Hiệp. Kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, hai cây trầu mang với hai ý nghĩa ăn hỏi và nạp tài đã được hai bên gia đình tạo dựng một cách thành công trọn vẹn. Và khoảnh khắc này, chúng ta sẽ cùng đến với cây trầu thứ ba, cây trầu cuối cùng ngày hôm nay, cây trầu mang ý nghĩa xin cưới. Cùng với đó sẽ là sự hiện diện trở về đến từ Bắc trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai sẽ có lời thưa chuyện về cây trầu mang ý nghĩa xin cưới. Và gia đình nhà trai sẽ đưa ra cái khúc ngày giờ tổ chức ngày trăm năm hạnh phúc của đôi con trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng trong những ngày sắp tới. Và khoảnh khắc này chúng ta sẽ chào đón sự hiện diện quay trở lại đến từ Bắc trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Dạ thưa với tất cả các quý vị, vui lắm các vị ơi. Nên là trong cái buổi nạp tài ăn hỏi tiến triển cho đến giờ phút này vô cùng thuận lợi và vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi vui lắm các vị ơi, vui lắm. Xin các vị một tràng vỗ tay để cho chúng tôi hoàn thành hai bước đầu tiên. Kính nhà thưa quý vị, đúng theo phong tục nhà trai chúng tôi xin phép được làm thủ tục là xin dâu và làm lễ thành hôn cho hai cháu. Thì báo cáo với họ nhà gái thế này, theo cái dự định của họ nhà trai thì chúng tôi sẽ tổ chức cái lễ thành hôn cho hai cháu
là vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, tức là nhằm vào ngày 6 tháng Chạp năm Canh Tý, tức là ngày giờ là như vậy. Thì cái này thì cũng báo cáo với quý vị, tức là chúng tôi cũng đã, bên nhà trai cũng đã xem xét kỹ lắm rồi. Và ngày đó, cái giờ đó, cái ngày đó là những cái ngày giờ tốt lắm và ngày cũng tốt lắm. Thế thì xin phép, tức là xin ý kiến của họ nhà gái chấp nhận cho chúng tôi được thế này như vậy. Thế còn cái cụ thể là thế này, tức là theo cái dự định kế hoạch của chúng tôi ý, thì 9:25 ngày 9:25 ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch Canh Tý, tức là vào ngày 18 tháng 1 năm 2020, thì chúng tôi sẽ xin dâu, tức là được đón cháu ra lễ thành hôn và về bên gia đình chúng tôi. Thế còn về lễ thành hôn ấy, thì báo cáo với gia đình nhà gái và quý vị thế này, tức là dự định của chúng tôi, tức là sẽ làm tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu ở trung tâm tổ chức sự kiện Dạ Lan Event của thành phố Thanh Hóa, với cái địa chỉ là 85 Lê Hoàn, phường Trường Thi của thành phố Thanh Hóa. Và lễ thành hôn này sẽ chính thức, tức là tiến hành vào lúc 10:30 của ngày hôm đấy. Thì báo cáo về cái kế hoạch của gia đình nhà trai là như vậy, với gia đình nhà gái và các vị quan khách. Và về thủ tục, về thủ tục là chúng tôi có một cười chầu thứ ba, xin được sự chấp nhận của nhà nhà gái. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều tới ý kiến phát biểu lời thư gửi mở lời với cơ chầu thứ ba, cơ chầu xin cưới cùng với khung giờ hoàng đạo đẹp nhất mà gia đình nhà trai đã được lựa chọn. Và khoảnh khắc này, với nhà ý đáp từ, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời tới ý kiến chấp thuận những tâm tư tình cảm, những chia sẻ đến từ đại diện của gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Đại diện gia đình nhà gái và chúng tôi xin chấp nhận ý kiến của gia đình nhà trai đến ngày 6 tháng Chạp năm 2020 là cái ngày lễ rất lâu, gia đình nhà gái chấp nhận. Xin được trân trọng cảm ơn ý kiến, lời đồng ý chấp thuận về cơ chầu xin cưới cũng như là cái khung ngày giờ mà gia đình nhà trai đưa ra đến từ Bắc trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà gái, và đó cũng chính là người cha thân sinh ra cô dâu Minh Hằng xinh đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là cái khung ngày giờ mà hai bên gia đình thống nhất cao như sau. Khoảnh khắc này thì cho phép MC Thúy Trịnh xin được nhắc lại cái khung ngày giờ mà hai bên gia đình đã được thống nhất ạ. Đó là 8:05 ngày 18 tháng 1 năm 2020, tức là ngày 16 tháng 12 năm Canh Tý, thì với cơ chầu xin dâu, gia đình nhà trai sẽ chính thức xuất phát về tới gia đình nhà gái, sẽ xin phép gia đình nhà gái được đón cô dâu Minh Hằng trở về với hôn trường của gia đình nhà trai vào lúc 9:25 cùng ngày, và hôn lễ của hai bạn sẽ được diễn ra trang trọng Dạ Lan Event số 85 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa vào lúc 10:30. Và kính thưa quý vị, khoảnh khắc này cho phép tôi xin được thay lời cho hai bên gia đình cũng như là thay lời cho chủ nhân của tấm thiệp hồng, xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể các ông các bà, cô dì chú bác, anh em thân tộc nội ngoại, bà con lối phố, bạn bè nam nữ thanh niên, bạn bè cơ quan đồng nghiệp, các tổ chức khách quý. Vào cái khung ngày giờ thông báo như trên, chúng ta sẽ cùng bớt chút thời gian thu xếp công việc để cùng trở về chung vui chúc mừng cho ngày trăm năm hạnh phúc, sự kiện lễ vu quy cũng như là đại lễ thành hôn của đôi bà trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Và thưa toàn thể quý vị, khoảnh khắc này chúng ta sẽ cùng tiếp tục chào đón sự diện trở về đến từ tứ thân phụ mẫu của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng, sẽ tiếp tục khởi thân đứng dậy trao và nhận cơ chầu cuối cùng ngày hôm nay, cơ chầu mang ý nghĩa xin cưới. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình cùng với chú rể và cô dâu, và xin mời quý vị cùng thể hiện điều đó với một tràng pháo tay thật đông nhiệt, cùng chúc mừng cho hai bên gia đình. Thưa quý vị, thân
mến, sự kiện hạnh phúc lễ hỏi nạp tài của đôi con trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng ngày hôm nay đã được diễn ra thành công tại khán phòng của gia đình nhà gái. Chúng ta cũng đã có được một khoảng thời gian hạnh phúc trở về với khán phòng của gia đình nhà gái, cùng đồng hành với những bước nghi lễ trang trọng và cổ truyền trong sự kiện hạnh phúc lễ hỏi của đôi con trẻ đã được diễn ra thành công trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng khoảnh khắc này thì chúng ta sẽ cùng một lần nữa dành tình cảm cho bác trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai sẽ có ý kiến phát biểu. Cảm ơn, lời chân chân thành sẽ được gửi đến toàn thể quý vị, đặc biệt là sự đón tiếp trọng thị của gia đình nhà gái ngày hôm nay đã cùng dành cho phái đoàn của gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa các cô dì chú bác bên gia đình nhà gái, kính thưa tất cả các vị thân tộc trong gia đình nhà gái, và kính đặc biệt tức là kính thưa các vị thủ trưởng của hai cháu đã dành cái thời gian quý báu của mình và đến đây dự với hai gia đình chúng tôi trong cái buổi lễ lập tài ban hỏi này. Thì thay mặt họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị, cả nhà gái, nhà trai và đặc biệt là các đồng chí thủ trưởng của hai đơn vị, các bạn bè thân hữu đã dành những thời gian vô cùng quý báu, những cái thời gian mà sau một tuần mệt nhọc, các bạn, các đồng chí đương chức đã phải lao động mệt nhọc và hôm nay là thứ bảy nghỉ nhưng vẫn dành những thời gian quý báu đó cho hai gia đình chúng tôi. Thì thay mặt họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị có mặt trong buổi hôm nay. Còn kính thưa họ nhà gái và kính thưa toàn thể các quý vị, thì là trong ngày mùng 6 tháng chạp năm Canh Tý, tức là ngày 18 tháng 1 năm 2020 tại Già Lan Event thì chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn. Sau đó thì họ nhà trai chúng tôi có bố trí tức là một tiệc mặt chung vui để thứ nhất tức là mừng hạnh phúc cho hai cháu, cái thứ hai tức là chúng ta chung vui với niềm vui của cả hai gia đình. Thì thay mặt họ nhà trai, tôi xin kính mời họ nhà gái, các bạn bè, các đồng chí lãnh đạo của hai đơn vị nên là đến cùng chung vui với chúng tôi trong buổi tiệc. Sau khi lễ thành hôn kết thúc thì chúng tôi sẽ tổ chức cái buổi lễ ngay cũng tại khách sạn của Già Lan Event đấy. Sự hiện diện của tất cả các quý vị trong buổi đấy là vinh hạnh của gia đình chúng tôi, và chúng tôi đã được in trên giấy mời và gửi các đồng chí, gửi các bạn. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thưa với gia đình nhà gái, tức là theo phong tục thì nghĩ rằng cuộc nạp tài lễ hỏi thế này là trọn vẹn. Thì xin gia đình nhà trai xin hẹn gặp lại gia đình nhà gái và tất cả các quý vị tức là vào 9:25 ngày 18 tháng 1. Không, tức là gặp tại đây để xin dâu và mời các quý vị cùng về khách sạn Già Lan Event để dự lễ thành hôn và sau đó thì dự cuộc chung vui với gia đình. Thì cuối cùng là gia đình nhà trai chúng tôi xin phép gia đình nhà gái và xin phép các bạn bè thân hữu của nhà gái tại Hà Trung, chúng tôi xin phép được ra về để chuẩn bị cho bước tiếp nối cho hạnh phúc của các cháu thực sự trọn vẹn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, lời cảm ơn rất chân thành phía gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, cũng như theo ý kiến phát biểu đến từ bác trưởng đoàn, đến từ gia đình nhà trai, thì ngày hôm nay sự kiện lễ ăn hỏi nạp tài của đôi bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng đã được diễn ra một cách thành công trọn vẹn. Và trước khi kết thúc buổi lễ thì cho phép MC Thúy Trịnh xin được thay lời cho tư gia gia đình nhà gái trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị khách quý, những người thân người bạn của hai bên gia đình, sau khi sự kiện lễ ăn hỏi nạp tài của đôi bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng được diễn ra cả thành công trọn vẹn tại tư gia gia đình nhà gái, thì xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển trở về với nhà văn hóa tiểu khu 2 thị trấn Hà Trung để cùng dự bữa cơm thân mật chúc mừng cho sự kiện lễ ăn hỏi nạp tài đã được diễn ra thành công trọn vẹn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và khoảnh khắc này cho phép những người làm chương trình xin được chính thức khép lại sự kiện lễ ăn hỏi nạp tài của đôi bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện trở về của toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Chúc các đôi bạn trẻ của chúng ta cho năm tình viên mãn mà bắt đầu nghĩa phu thê. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Bên giàn thiên lý, bên khóm mai, ngày xuân thắm hạ cùng em mân mai. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Lòng không phụ lòng em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi buổi trầu cay và hỏi buồn câu con chim manh manh hót câu tình cứ. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê thăm nội thành, dâu hiền dễ tháo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em vui vườn trầu, nhìn nắng hàng cao xanh rạt rào, bên giàn thiên lý, bên khóm mai, ngày xuân thắm hạ cùng em mân mai. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng. Thưa quý vị thân mến, những lời nói đầu tiên như thường lệ cho phép những người làm chương trình của tôi trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện Tiến Liệu xin được thay lời cho gia đình nhà gái cùng với đứa con trẻ Nghĩa Hiệp và Vinh Hằng xin được trân trọng gửi đến tận quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc, lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt và thân thương nhất. Kính thưa quý vị khán quý thân mến, sau khi sự kiện đánh phúc lễ nạp tài của đứa con trẻ được diễn ra thành công tại tư gia của gia đình nhà gái vào ngày 4 tháng 12 năm Canh Tý, thì điều đó thực sự đã trở thành một nền tảng vững chắc cũng như là một nhịp cầu nối để rồi ngày hôm nay hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi đến mọi ý kiến thống nhất, cùng xây dựng và tác động cho hạnh phúc đẹp riêng của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay đến hẹn lại lên, hai bên gia đình chúng ta lại có cơ hội được quây quần bên nhau, được dâng ra câu chuyện và hơn hết là chúng ta sẽ cùng tiếp tục dành trọn vẹn thời gian tình cảm của mình cho sự kiện hạnh phúc đại lễ vô quy của đứa con trẻ. Vào ngày hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 6 tháng 12 năm Canh Tý, khung giờ hoàng đạo đẹp nhất đá điểm, hai bên gia đình chúng ta đã cùng nhau hội ngộ trở về với khán phòng đại tiệc vô quy của gia đình nhà gái để cùng đồng hành với câu chuyện hạnh phúc trăm năm, sự kiện đại lễ vô quy của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Và khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng mời trầu, mời trà, mời nước và cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng khai mạc lễ vô quy của Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Xin mời quý vị.
chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng dành tình cảm cho bác trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai. Những vị khách quý trở về từ thành phố Thanh Hóa sẽ cùng khởi thân đứng dậy cùng với ý kiến phát biểu mở lời cho cây trầu xin dâu trang trọng trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa cô dì chú bác của bên gia đình nhà gái, kính thưa các quan khách và các bạn, trước tiên thay mặt cho gia đình nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị trong buổi lễ xin dâu của hai gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, được sự chấp nhận của đôi bên gia đình và đúng theo kế hoạch đã được thống nhất của bên nhà trai và nhà gái, thì ngày hôm nay tôi xin thay mặt cho họ nhà trai, tức là gia đình bên nhà trai chúng tôi, có một cây trầu kính dâng lên gia tiên của họ nhà gái, và xin phép bên đại gia đình nhà gái cho gia đình nhà trai chúng tôi được đón dâu lên xe hoa. Tôi xin chân thành cảm ơn và kính mong gia đình nhà gái lên tiếp nhận cây trầu xin dâu của đại gia đình nhà trai chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều tới ý kiến phát biểu, lời thư gửi đến từ bác trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai. Thưa quý vị thân mến, từ ngàn đời xưa, miếng trầu luôn luôn là biểu tượng cho sự xe duyên trong tình yêu của trai gái, và đó cũng chính là hình ảnh của sự sum vầy, hạnh phúc lứa đôi. Và ngày hôm nay, khoảnh khắc yêu thương này với nhà ý đáp từ, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ý kiến chấp thuận những tâm tư tình cảm chia sẻ đến từ đại diện của gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hai vị thân sinh gia cháu Hiệp và hai vị thân sinh gia cháu Hoàng, hôm nay là một ngày vui của hai gia đình của hai họ chúng ta. Tôi xin thay mặt bên gia đình nhà gái trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và gia đình nhà trai đã đem đến để đưa cháu Hằng về làm dâu. Miếng trầu là đầu câu chuyện và miếng trầu cũng nên dâu nhà người. Gia đình nhà gái chúng tôi hôm nay có bà nội là tuy đã tuổi già, tuổi cao sức yếu, nhưng vì thương con cháu cũng sẵn sàng để đưa cháu về làm dâu gia đình nhà bên nhà trai. Thì trước hết là cái sự chân thành và cảm động của hai gia đình và tất cả các quý vị đã đến dự buổi tiễn đưa vào buổi đón tiếp này. Thì chúng tôi mong rằng đây là một sự minh chứng cho tình yêu đôi lứa và cho sự gắn kết của hai gia đình chúng ta tuy xa mà gần. Đến đây tôi xin cảm ơn, trân trọng một lần nữa cảm ơn sự chân thành và nồng hậu của gia đình nhà trai, và chúng tôi sẽ gửi gắm cháu Hằng là con em của chúng tôi để được gia đình nhà trai đến làm dâu và đến làm vợ hiền con ngoan của bên dòng họ bên nhà trai. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả các vị đại biểu đã hiện diện hôm nay ở đây và tất cả mọi người cùng chia sẻ cái niềm vui chung của hai gia đình, niềm vui của hai cháu. Chân thành xin cảm ơn ông đại diện và các vị thân sinh, các vị cao tuổi và các vị đại biểu đã đến dự ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều tới ý kiến phát biểu lời chấp thuận từ bác trưởng đoàn đến từ đại biểu của gia đình nhà gái cùng với cây trầu xin dâu. Và thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc này chúng ta sẽ cùng dành tình cảm của mình hướng cho vào với trung tâm tư gia của gia đình nhà gái, cùng chứng kiến khoảnh khắc hai bên gia đình chúng ta cùng đến với cây trầu xin dâu trang trọng trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời xin diện từ tứ thân phụ mẫu.
Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay chàng rể quý Nghĩa Hiệp, người con trai yêu thương của gia đình ông Phan Trung Sơn và Lê Thị Lý trở về từ địa chỉ số nhà 166 đường Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, đã cùng trở về với tư gia của gia đình nhà gái cùng với một đóa hoa tình yêu đang cầm trên tay. Thưa quý vị, đó chính là tất cả tình yêu, là trái tim của chú rể Nghĩa Hiệp. Và ngày hôm nay Nghĩa Hiệp sẽ chính thức xin phép ông bà, bố mẹ, anh em, cô dì, chú bác trong dân tộc họ hàng nội ngoại của gia đình nhà gái, để cho Minh Hằng sẽ chính thức trở thành nàng dâu con của gia đình nhà trai, trở thành vợ của tân chú rể Nghĩa Hiệp. Và khoảnh khắc này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện đến từ bố Xuân Sinh. Bố sẽ cùng đưa chàng rể quý trở về với phòng loan phòng phượng và cùng trao gửi lại đôi bàn tay yêu thương của con gái Minh Hằng. Và sau đó bố sẽ cùng giúp đỡ hai con hiện diện trở về với bàn thờ gia tiên tổ đường, cùng giúp đỡ hai con thắp lên những nén nhang lòng tình cảm kính cáo gia tiên tổ đường của gia đình nhà gái. Nên mỗi một câu chuyện tình yêu đó là cuộc hành trình, và hành trình của chú rể Nghĩa Hiệp, cô dâu Minh Hằng không ngắn cũng không dài, mò được một quãng đường để cùng nhau chia sẻ. Và ngày hôm nay với những ảnh đầu tiên, đó là hình ảnh của chú rể Nghĩa Hiệp và cô dâu Minh Hằng, họ sẽ cùng nắm tay nhau hiện diện trở về với trung tâm tư gia của gia đình nhà gái để cùng xin phép được ra mắt với toàn thể các cụ công, các bà, các bậc cao niên, cha bác đại diện trai bên gia đình đã cùng có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái. Và ngay bây giờ xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng nắm chặt tay nhau và cùng dành một cái cúi đầu thật nhẹ nhàng tình cảm thay cho lời chào cảm tạ ra mắt tới toàn thể quý vị. 1, 2, 3 xin mời một tràng pháo tay thật lớn của quý vị đi ạ. Thưa quý vị, khách quý thân mến, với một cái cúi đầu thật nhẹ nhàng tình cảm từ đôi con trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng, cũng đã thay cho những lời cảm ơn, lời tri ân chân thành được xuất phát từ trái tim của chú rể và cô dâu, ngày hôm nay xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị. Chúng ta đã cùng dành trọn vẹn thời gian, trọn vẹn tình cảm của mình trong ngày chung đôi đầu tiên của đôi con trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Và thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng đối với mỗi một con người Việt Nam của chúng ta thì vạn sự khởi đầu nan, đó là một bước vô cùng quan trọng để đánh dấu cho sự khởi đầu trong một cuộc hành trình mới. Và ngày hôm nay cùng nắm tay nhau xây dựng một cuộc sống mới, cuộc sống gia đình, tình yêu và hạnh phúc. Khoảnh khắc này sẽ là lúc để cho chú rể và cô dâu họ sẽ cùng nhau đón nhận những lời chúc hạnh phúc trở về đến người thân yêu trong thân tộc họ hàng nội ngoại của hai bên gia đình, thông qua những món quà hạnh phúc cùng dành tặng tới đôi cặp tình nhân trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, và với món quà hạnh phúc đầu tiên, chúng tôi xin được vinh danh tới sự hiện diện đến từ bố sinh và mẹ anh, đó chính là bố mẹ thân sinh của tân cô dâu Minh Hằng, sẽ cùng dành tặng tới hai con những món quà hạnh phúc đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay tại khán phòng đại tiệc vô quy của gia đình nhà gái. Và lớn lên thì Minh Hằng đã nhận được sự yêu thương che chở từ ông bà, bố mẹ. Và để rồi ngày hôm nay chứng kiến con gái đã thực sự khôn lớn, trưởng thành, đã chọn cho mình được một nửa yêu thương hạnh phúc, bố mẹ vui mừng điều đó. Và ngày hôm nay với những món quà hạnh phúc đầu tiên, bố mẹ chúc cho hai con sẽ trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Cha mẹ nào cũng vậy, sinh con ra cũng đều luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con của mình. Để dù ngày hôm nay đây chứng kiến con gái đã thực sự khôn lớn, trưởng thành, đã chọn cho mình được một nửa yêu thương hạnh phúc, bố mẹ vui mừng vì điều đó. Và ngày hôm nay với những món quà hạnh phúc đầu tiên mà bố mẹ đã cùng dành tặng tới hai con, hy vọng rằng đây sẽ chính là những viên gạch hồng hạnh phúc đầu tiên cùng đặt nền móng cho một công trình mang tính vĩnh cửu, ngôi nhà hạnh phúc được mang tên Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Thưa quý vị, trong câu nói đạo lý là người của con người Việt Nam vẫn thường có câu nói rằng tần tảo sống ông mẹ nuôi con con lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và ngày hôm nay với những cục tiền ra vốn đầu tiên mà bố mẹ của chú rể Nghĩa Hiệp cũng sẽ dành tặng tới hai con,
để cùng mong cho bước đường công danh và sự nghiệp của hai con sẽ liên tục gặt hái được thật nhiều những may mắn và thành công. Xin được chào đón diện diện đến từ bố mẹ của hai bên gia đình cùng với phần tiền ra bốn cho hai con trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng cho nghĩa tình đúng ra của hai bên gia đình. Từ thân phụ mẫu của hai bên gia đình, anh trai của cô dâu, người đã cùng sinh ra và lớn lên cùng với cô dâu của chúng ta. Và chắc chắn rằng họ đã có với nhau thật nhiều những kỷ niệm đẹp. Và ngày hôm nay với những món quà hạnh phúc, anh trai chúc cho hai em sẽ trăm năm duyên đẹp. Món quà hạnh phúc đến từ anh trai của cô dâu Minh Hằng và xin được gửi tới anh một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị thân mến, và nối tiếp với món quà hạnh phúc đến từ anh trai của cô dâu, chúng tôi xin được chào đón sự hiện diện đến từ bà nội của cô dâu Minh Hằng. Đó là sự hiện diện của cây cao bóng cả, sự hiện diện của vạn thọ bình an. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay với sự hiện diện đến từ bà nội với hình ảnh của một mái đầu bạc, đó là biểu tượng của sự bình an, để cùng chúc cho hai cháu sẽ có một đời bình an và đặc biệt hơn nữa trên bước đường công danh và sự nghiệp của hai cháu sẽ gặt hái được thật nhiều những thành công. Vâng, xin mời bà nội ạ, sẽ cùng với hai cháu chụp hình lưu niệm trong buổi sáng ngày hôm nay tới sự hiện diện đến từ các bác của cô dâu Minh Hằng. Với những món quà này, đó sẽ chính là số vốn đầu tiên, những viên gạch hồng hạnh phúc đầu tiên cũng đặt nền móng cho một công trình mang tính vĩnh cửu, ngôi nhà hạnh phúc mang tên Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Xin được chào đón sự hiện diện đến từ các cô các dì của cô dâu Minh Hằng. Sau lùi nha, còn mấy đằng sau đấy. Quý vị thân mến, quả thật đúng rằng nhất là ơn mẹ ơn cha, công sinh công dưỡng để ta có mình, hai ơn bè bạn chân tình, làm mai làm mối để mình có ta, và ba ơn tất cả gần xa, ngày vui có mặt để ta cưới nàng. Xin diện trở về từ những người thân yêu trong thân tộc họ hàng nội ngoại của gia đình nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác của cô dâu Minh Hằng đã cùng chuẩn bị món quà hạnh phúc cùng dành tặng tới chú rể và cô dâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đang cùng dành tặng món quà hạnh phúc tới chú rể và cô dâu, đó là món quà hạnh phúc đến từ gia đình bác trở về từ nước ngoài của cô dâu Minh Hằng, đã cùng chuẩn bị món quà hạnh phúc với những tình cảm tuyệt vời dành tặng tới chú rể và cô dâu. Chúc cho Nghĩa Hiệp và Minh Hằng sẽ trăm năm hạnh phúc. Hấp phải xuống đi Hà ơi, chị đứng lên lại nhá. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay sau khi dành tặng những món quà hạnh phúc tới chú rể và cô dâu thì chào chào chị ơi đây. Chị ơi đây ạ, à, đây là một, hai. Trong ngày chúng tôi đầu tiên tại khán phòng của gia đình nhà gái. Rồi, nhìn đây cho em phải nào. Và chúng tôi xin được chào đón tới một món quà tiếp theo sẽ diễn trở về từ gia đình bác phía bên ngoài của cô dâu Minh Hằng. Những niềm vui, những niềm hạnh phúc liên tục được gửi trao từ chú rể và cô dâu tại khán phòng của gia đình nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Hạnh phúc giờ tốt đã chuẩn bị đến. Lời cuối cùng, thay mặt họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn
sự hiện diện của tất cả các quý vị trong buổi sáng hôm nay đã đến hoàn tất mọi thủ tục. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa cô dì, chú bác, kính thưa thân tộc của gia đình nhà gái, thay mặt gia đình nhà trai, tôi xin gia đình nhà gái cho phép gia đình nhà trai chúng tôi được xin dâu. Sau cuộc thời khắc lên xe hoa của cô dâu sắp điểm rồi, kính báo với tất cả các quý vị, sau buổi lễ thành hôn của hai cháu sẽ được tổ chức tại trung tâm sự kiện Dạ Lan với địa chỉ 87 Lê Hoàn, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa vào lúc 10:30 ngày hôm nay. Đại diện cho gia đình nhà trai, chúng tôi kính mời tất cả các quý vị sẽ cùng với gia đình nhà trai chúng tôi về trung tâm sự kiện.
hai bên gia đình, kính đỡ lời cho đôi tân lang và tân gia nhân, xin được gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa mời tất cả quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì gia đình họ nhà trai của chúng tôi đã chuẩn bị cây chầu trai diện cuối cùng đến với gia đình họ nhà gái ông Phạm Xuân Sinh, bà Mai Thị Anh, số nhà 23 Tống Duy Tân, tiểu khu 2, thị trấn Hà Trung, để xin được đón cô dâu xinh đẹp Minh Hằng trở về làm dâu con của gia đình họ nhà trai ông Phan Trung Sơn và Lê Thị Lý, số nhà 166 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Và trong khoảnh khắc yêu thương đặc biệt này, sau khi thực hiện những nghi thức y tế quan trọng tại gia đình họ nhà trai, đó là dân hương kính cáo ra tiền tổ lượng, thì khoảnh khắc này chúng tôi không để quý vị và các bạn đợi chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón chủ nhân trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, đó là chúng sẽ lễ nhiệm. Trên sân khấu lúc này đó là tân chú rể Nguyễn Hiệu, trên tay là đó hoa tươi thắm để chuẩn bị trao gửi tới người vợ xinh đẹp, đó chính là cô dâu Minh Hằng. Và giờ phút này đây, chúng tôi muốn trân trọng kính mời chú rể Nghĩa Hiệp, bạn sẽ thật nở một nụ cười thật tươi nào, nhìn thẳng hướng thẳng về phía cánh cổng hoa yêu thương, và chú rể sẽ bước đi những bước đầu tiên trở về với cánh cổng hoa để đón người vợ xinh đẹp Minh Hằng trở về với khu vực sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Khoảnh khắc yêu thương mà bố và Xuân Sinh đã vừa trao cô dâu xinh đẹp Minh Hằng tới đôi bàn tay của chú rể Nghĩa Hiệp. Thưa quý vị, trải qua một thời gian yêu thương cũng như là trải qua một thời gian tìm hiểu rất kỹ lưỡng, thì chúng ta đã phải là được chứng kiến cho những bước đi đầu tiên của hai nhân vật chính, đôi tân lang và tân gia nhân đang nắm chặt tay nhau cùng trở về với khu vực trung tâm của sân khấu để thực hiện cho những điều tuyệt vời trên con đường tình yêu hạnh phúc lứa đôi của hai bạn trẻ. Đó là sự chia ngọt sẻ bùi, những tình cảm vô cùng tuyệt vời, sự chân thiện của tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Thưa với tất cả quý vị, giờ phút này hiện diện trên sân khấu của Salon Event đó là cặp đôi đẹp nhất, lộng lẫy nhất và hạnh phúc nhất của chúng ta. Hai gương mặt rạng ngời, hai niềm tự hào của gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái, chú rể Nghĩa Hiệp và cô dâu Minh Hằng. Hai em hãy nở một nụ cười thật tươi nào, nắm tay nhau thật chặt, và chúng ta sẽ hân hoan gửi tới toàn thể các cụ các ông các bà một cái cúi chào để ra mắt cũng như là cảm tạ tới tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. 3, 2 và 1, một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để chúng ta cùng chào đón và chúc mừng cho Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Thưa quý vị, đồng hành cùng với các con trong chuỗi sự kiện hạnh phúc trong năm, khoảnh khắc yêu thương này đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu gia đình họ nhà trai ông Phan Trung Sơn, bà Lê Thị Lý, bố mẹ thân sinh và chú rể Nghĩa Hiệp. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời gia đình họ nhà gái ông Phạm Xuân Xây, bà Mai Thị Anh, thân sinh và cô dâu Minh Hằng. Giờ phút này chúng ta sẽ cùng chào đón tứ thần phù mẫu sẽ cùng xuất hiện trở về với khu vực sân khấu để ra mắt hai bên phong xa, cũng như là chứng kiến cho những kỳ thức kỳ lễ quan trọng trong cuộc đời của hai con trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng trong buổi sáng ngày hôm nay tại khán phòng Salon Event của chúng tôi. Thưa quý vị, giờ phút này đây hiện diện trên sân khấu đó là bố mẹ thân sinh ra chú rể Nghĩa Hiệp và bố mẹ thân sinh ra cô dâu Minh Hằng đồng hành cùng với chú rể và cô dâu trong lúc này, đó là tứ thần phù mẫu hân hoan gửi tới tất cả quý vị một cái cúi chào để ra mắt trong sự kiện ngày hôm nay. Và xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị đã hiện diện trong khán phòng này. Thưa quý vị, và giờ phút này đây chúng tôi muốn trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ hướng những sự quan tâm trở về với khu vực sân khấu, trân trọng kính mời chú rể và cô dâu Nghĩa Hiệp, Minh Hằng, hai em sẽ cùng bước lên phía bên trên hai bước này. Chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức kỳ lễ rất quan trọng trong cuộc đời, đó là trao cho nhau kỷ vật yêu thương
vòng nhẫn cưới để thể hiện cho tình yêu và lòng thủy chung tới suốt cuộc đời này. Xin được mời hai em Nghĩa Hiệp và Minh Hằng, chúng ta sẽ cùng quay lại với nhau nào. Và khoảnh khắc yêu thương này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị. Lên sân khấu, đó là nữ ca sĩ Huyền Thương với một ca khúc ngọt ngào và đầy ý nghĩa mà Huyền Thương sẽ dành tặng tới đôi tân lang và tân gia nhân trong khoảnh khắc yêu thương này. Thưa với tất cả quý vị, kể từ ngày hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 6 tháng 12 năm Canh Tý, hai em Nghĩa Hiệp và Minh Hằng đã chính thức trở thành vợ, thành chồng. Và trong dù cuộc sống sau này có nhiều sóng gió, có nhiều gian nan, có nhiều vất vả đi chăng nữa, thì hai em vẫn sẽ nắm chặt tay nhau để vượt qua tất cả đến với bến bờ hạnh phúc. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Diện trong căn phòng ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu. Thưa quý vị, mỗi một tấm bánh hiện diện trong căn phòng ngày hôm nay là những cung bậc cảm xúc khác nhau mà chú rể Nghĩa Hiệp và cô dâu đã trải qua trong cuộc sống này. Sự ngọt ngào trong tình yêu sẽ lẫn những cảm xúc và sự chia ngọt sẻ bùi đầu tiên của hai nhân vật chính đang hiện diện trước mắt tất cả quý vị trong căn phòng ngày hôm nay. Và ngay sau khi thực hiện xong nghi thức nghi lễ quan trọng này, hai em sẽ nắm chặt tay nhau bước sang phía bên phải của khu vực sân khấu. Chúng ta sẽ cùng chung tay khuây mở những trải rượu xung quanh nồng thơm để bắt đầu xoay về tham đình. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, giờ phút này đây có lẽ là chủ đề Nghĩa Hiệp và cô dâu Minh Hằng đang thầm muốn nói rất nhiều những lời cảm ơn chân thành tới các bậc làm cha làm mẹ đã luôn luôn yêu thương và siêu sắc các con. Và đặc biệt là chú rể Nghĩa Hiệp muốn gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới bố mẹ vợ của mình đã sinh thành và dẫn dắt ra cô gái của cuộc sinh này. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường đời. Quý vị khách quý, ngoài những lời chúc mừng hạnh phúc của tất cả các ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cùng trở về đây, còn có rất nhiều những phần quà đặc biệt ý nghĩa để trao gửi tới hai bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng trong phần tặng yêu thương đặc biệt này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần quà đặc biệt của gia đình họ nhà trai, bố Văn Trung Sơn, mẹ Lê Thị Lý sẽ gửi gắm tới hai con ngay trong lúc này. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, như các cụ ngày xưa đã từng nói, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần nào sớm mô mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với gia đình họ nhà trai, gia đình họ nhà gái. Ngày mà bố mẹ đã chứng kiến cậu con trai và Minh Hằng, cậu con gái đã khôn lớn trưởng thành và hai con đã chính thức lập thành gia thất.
Bố mẹ chỉ có một phần quà nhỏ, đây là sự dành dụm, sự chắc chiu trong cả một cuộc đời, để ngày hôm nay gửi gắm tới con sâu Minh Hằng và con trai của bố mẹ. Và ngay sau khi trao quà xong, đề nghị mẹ hãy sang rộng vòng tay của mình. Ngay sau khi trao quà xong, đề nghị mẹ hãy tiến lại gần với cô con sâu Minh Hằng ạ. Đề nghị mẹ hãy sang rộng vòng tay của mình, ôm thật chặt lấy Minh Hằng. Và chính thức kể từ ngày hôm nay, Minh Hằng sẽ là sâu con, một thành viên mới trong gia đình chúng ta, sẽ được mẹ yêu thương giống như yêu thương của con trai của mẹ vậy. Xin được trân trọng cảm ơn phần quà của bố mẹ rất nhiều. Và tiếp theo, xin được mời phần quà của em trai, chú rể, nghĩa hiệp sẽ cùng trở lên sân khấu để dành tặng tới hai anh chị những phần quà hết sức ý nghĩa và đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, với những tình cảm vô cùng ý nghĩa, anh chị em trong gia đình sống với nhau từ nhỏ đến lớn, và ngày hôm nay được chứng kiến anh trai đã hạnh phúc bên chị dâu, cậu em trai cũng đã có một phần quà rất đặc biệt để chúc mừng cho hai anh chị. Xin được trân trọng cảm ơn. Và những hình ảnh, những thức phim chúng ta sẽ cùng ghi lại của gia đình họ nhà trai. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chú rể Nghĩa Hiệp và cô dâu Minh Hằng của chúng ta sẽ được đón nhận rất nhiều những phần quà đến từ phía gia đình họ nhà trai. Và những phần quà của gia đình họ nhà gái đã được trao tại trong buổi lễ vui quy tại gia đình họ nhà gái rồi. Và bây giờ đó là những phần quà đến từ bên nội, bên ngoại của gia đình họ nhà trai. Và mỗi một phần quà thì chúng ta sẽ lưu lại những hình ảnh, những thước phim đẹp nhất cùng với chú rể và cô dâu, cùng với sự hiện diện của tứ thân phụ mẫu đang có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi vẫn xin được trân trọng kính mời những phần quà của bên nội và bên ngoài gia đình và nhà trai. Và xin được mời phần quà của em cô dâu Minh Hằng. Xin được mời phần quà của em họ cô dâu Minh Hằng sẽ cùng đã trở về với sân khấu để chúc mừng hạnh phúc tới hai anh chị trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phần quà rất đặc biệt, những người bạn, những người đồng nghiệp, và đặc biệt đó là những người bạn học thời mà Nam còn học tại Học viện Cảnh sát. Và bây giờ tất cả những người bạn đó tập thể lớp sẽ cùng trở về với khu vực sân khấu và chúc vui và chúc mừng hạnh phúc tới hai người bạn của mình. Đã có rất nhiều những tình cảm của những người bạn đang công tác từ ngoan huyền của Tổ quốc, những người bạn đã tập thể lớp văn bằng khóa 2 Học viện Cảnh sát Nhân dân đã trở về với sân khấu của Sala Defend, đang chúc mừng hạnh phúc cho Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Rất ý nghĩa, rất sâu sắc, và những tình cảm đặc biệt của những người đồng nghiệp đồng chí. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và tiếp theo đó là những phần quà đến từ phía gia đình Hoàng Nhà Trai. Xin được trân trọng kính mời các bác ạ. Các bác, các cô, các chú, các anh, các chị của gia đình Hoàng Nhà Trai chúng ta sẽ tiếp tục trở về với sân khấu. Và cũng ngay trong lúc này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó là một phần quà mà trung tâm tổ chức sự kiện Sa Lan sẽ cùng trở về với khu vực sân khấu để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Xin được trân trọng kính mời. Xin được mời phần quà của trung tâm tổ chức sự kiện Sa Lan sẽ cùng lên sân khấu và chúc mừng tới hai bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng trong buổi sáng ngày hôm nay. Một sự kiện rất đặc biệt của gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái, dưới sự chứng kiến đông đủ của tất cả quý vị, với một niềm vui chung để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ. Thì ngày hôm nay anh Hùng đại diện cho Sala Defend đang có mặt trên sân khấu để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ. Xin được trân trọng cảm ơn anh rất nhiều. Và tiếp theo, thưa với tất cả quý vị khách quý, ngay trong khoảnh khắc này, đó là những bó hoa tươi thắm nhất, những tình cảm đặc biệt nhất mà cô dâu Minh Hằng sẽ dành tặng tới mẹ của mình trong sự kiện ngày hôm nay.
và xin được trân trọng kính mời hai mẹ hãy đón nhận những tình cảm của Minh Hằng. Những thước phim rất đẹp, rất tình cảm trên sân khấu ngày hôm nay mà cô dâu Minh Hằng đang thực hiện, đó là Sơn Hoa Tặng Mẹ trong sự kiện hạnh phúc trăm năm của hai bạn trẻ Nghĩa Hiểu và Minh Hằng. Thưa với tất cả quý vị, và ngay bây giờ đó là những ly rượu hiếu, những ly rượu mà tình cảm của các con sẽ dành tặng tới các đấng sinh thành. Giờ phút này xin được mời các bạn lễ tân của Sala Lì Ve, chúng ta sẽ đưa những vị ly rượu hiếu trở lên phía trên sân khấu. Xin mời chú rể Nghĩa Hiệp sẽ dâng rượu tới bố mẹ vợ, và cô dâu Minh Hằng thì sao, bạn sẽ dâng những ly rượu này tới bố mẹ chồng của mình. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các ông bà hãy đón nhận tình cảm của các con trong sự kiện trong năm hạnh phúc này. Xin được trân trọng. Thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả mọi người đã dành những thời gian đặc biệt cùng trở về với Sà Lan Event để đồng hành với gia đình Hoàng Nhà Trai, gia đình Hoàng Nhà Gái, đặc biệt là chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Trong khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Trung Sơn, thân sinh ra chú rể Nghĩa Hiệp, sẽ bước về phía bên trên ba bước, có những lời thưa chuyện và cảm ơn tới tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho hai bên gia đình cảm ơn sự hiện diện của ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè thân hữu đã đến chung vui chúc phúc cho hai cháu dự buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúc các vị hôm nay ngon miệng, xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa xin được lời trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ, những lời cảm ơn chân thành của ông Sơn gửi tới toàn thể quý vị khách quý đã và đang hiện diện trong khán phòng ngày hôm nay. Và giờ phút này cho phép Minh Thiền xin được làm cầu nối giữa hai bên gia đình cùng với chú rể và cô dâu. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nâng ly và người thân đứng lên được không ạ? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy rót đầy những ly đồ uống và cùng người thân đứng lên để hân hoan chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Nghĩa Hiệp và cô dâu Minh Hằng. Xin được mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nâng ly rượu của mình cao lên nào. Tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng người thân đứng lên được không ạ? Tất cả quý vị chúng ta sẵn sàng chưa? Và ngay bây giờ, 1, 2, 3, số 2, 3, số 2, 3, chúc mừng. Xin mời hai bên gia đình sẽ tiếp tục cùng đi với nhau chúc mừng cho sự kiện hoa kỳ ngày hôm nay của hai bạn trẻ Nghĩa Hiệp và Minh Hằng. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời tứ thân phù mẫu, chú rể và cô dâu sẽ đi tới tất cả các bàn tiệc để cảm ơn toàn thể quý vị khi có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình. Và với tất cả quý vị khi đã dành những thời gian đặc biệt cùng trở về với khán phòng của Sala Lì Ve, chúng tôi xin được thay lời cho ban lãnh đạo của Sala, thay lời cho hai bên gia đình, xin được kính chúc tất cả quý vị sẽ có một bữa trưa thật sự vui vẻ và ý nghĩa về những người thân yêu. Và ngay bây giờ đó là những giai điệu âm nhạc, những phần quà về âm nhạc đặc biệt ý nghĩa sẽ cùng trở về với khu vực sân khấu để hân hoan chúc mừng hạnh phúc cho Nghĩa Hiệp và Minh Hằng, cũng như là chúc mừng cho hai bên gia đình. Phải khắc yêu thương này. Kính thưa các quý vị, trong một không khí hết sức vui tươi phấn khởi của hai bên gia đình ngày hôm nay và trong niềm vui hạnh phúc của hai cháu, chúc cho hai cháu được mãi mãi hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Và xin được gửi tới quý vị chúng ta một ca khúc viết về mùa xuân, chúc toàn thể quý vị chuẩn bị đón một mùa xuân năm mới thật thắm tươi, an khang và thịnh vượng với một sáng tác rất nổi tiếng nhạc sĩ Cao Việt Bách, bài hát được mang tên Cung Đàn Mùa Xuân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đất nước mình sông sáo mũi đang chờ
Thank you.
trên môi xóa hết âu lo. Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vai nhau dưới ánh nắng muôn vì sao dịu dàng. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương. Là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời, là nơi ấm êm anh tìm trong cơn bão tố. Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng, em nơi yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào. Anh lắng nghe tim mình hành vũng ngất ngây tràn dâng. Nguyện đi với em suốt con đường đời, dù bao khó khăn đang chờ ta phía trước. Vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời. Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương. Là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời, là nơi ấm êm anh tìm trong cơn bão.